Rồi xin chào mọi người nha. Hôm nay thầy hướng dẫn cho các bạn một cái công cụ để làm live show. Cụ thể là chúng ta sẽ có một cái ứng dụng làm live show, nó tên là Wow Slider trên màn hình các bạn thấy. Như vậy đầu tiên các bạn phải vào trang web wowslider.com để chúng ta tải về. Chúng ta tải về trên màn hình các bạn gõ tên và email. Thì khi chúng ta gõ tên và email, chúng ta click vào ha. Thì nó sẽ có một cái đường link đến một cái thông báo và thông báo đó nói là chúng ta phải mở email qua email hồi nãy chúng ta đăng ký, chúng ta login vào đó để chúng ta có một cái đường link gửi qua cái email đó. Đây đường link gửi cho tôi qua cái email này như vậy chưa, các bạn click vào cái đường link đó để chúng ta tải cái phần mềm Wow Slider về. Đó là cái bước đầu tiên. Vậy là sau khi chúng ta tải được cái phần mềm nó về rồi, chúng ta mở lên. Chúng ta mở lên. Đây là ứng dụng đã tải về và đã cài đặt nha. Khi mở lên thì giao diện của Wow Slider sẽ như này các bạn nha. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước để mình làm có được có một cái live show cơ bản nhất để bỏ vào website của mình. Thì nhìn sơ qua cái ứng dụng này nó cũng đơn giản sử dụng các bạn nha. Các bạn thấy có cái nút Add Image and Video nè. Hoặc các bạn đọc cái dòng này, nếu mà đọc được tiếng Anh được quá tốt nè. Drag and Drop Image nghĩa là chúng ta kéo và thả hình hoặc là thư mục. Với Image Here to Get Started nghĩa là lôi kéo hình ảnh và cả nguyên một thư mục hình vào đây luôn. Được chưa? Và cả video nữa. Để làm live show là bước đầu tiên là phải như thế. Thì chúng ta sử dụng cái nút này nè, chúng ta có thể làm kích vô, chúng ta thấy có Add Image ha. Add Image from Folder có nghĩa là add hình từ những nơi khác nhau này, add hình từ một thư mục nào đó hoặc từ YouTube hoặc là những từ những cái kênh khác ha. Thì bây giờ đa phần mình add từ thư mục hình của mình. Ngày đầu tiên các bạn phải chuẩn bị hình trước để mình làm live show nha. Ở đây tôi làm thử cho các bạn xem nha. Và ở đây là nãy tôi làm là tôi chưa tạo cái project á. Nếu bạn nào mà kỹ thì chúng ta nên tạo một cái project, tạo một cái project mới. Thì khi tạo một cái project mới á, thì khi sau này chúng ta mở ra, chúng ta edit lại sửa theo cái project của mình. Project là bao gồm những cái thư mục của mình ha. Bạn có thể tạo một project mới nè. Rồi chúng ta click vô chọn hình nha. Rồi thì bây giờ đầu tiên là mình phải có những cái hình trước để mình làm ISO. Ở đây tôi có 4 cái hình, chuẩn bị trước 4 hình cho các bạn ha. Ở đây là giới thiệu các bạn, đây là cái hình ảnh rồi sản phẩm là ẩm thực là xôi chiên phòng, xôi người ta chiên lên nó phòng. Ok, mình quét hết hình của mình đã, các bạn thấy giờ nó bật lên cái giao diện như vậy. Thì đây là cái công cụ mà cho nên là thực hiện các bước nó cũng dễ lắm, không có khó khăn gì đâu nhé. Đây là title, là tiêu đề nè. Rồi các bạn thấy có những cái điều chỉnh mình dựa vào những thông số điều chỉnh cho mình thì mình chọn lựa những thông số phù hợp với mình nha, cái mình muốn. Ví dụ đầu tiên các bạn thấy có cái kiểu live show nè, đầu tiên là các kiểu live show nằm đây nè. Nếu các bạn không đọc được tiếng Anh hiểu ý nghĩa thì các bạn click vô mà thấy nó hiệu ứng nó chạy bên phía trên đó chạy cái hiệu ứng phía trên, có nghĩa là sau khi mình làm xong nó sẽ nhúng cái live show này vào trong trang web của mình nè. Rồi bây giờ sau khi mình chọn xong hiệu ứng rồi và chọn những cái thông số phụ rồi thì còn lại là mình chọn tiếp, đó là độ phân giải. Tại vì mình xem coi là mình làm website độ phân giải kích thước màn hình bao nhiêu, mình phải chọn phù hợp nha mọi người. Nhiều khi quá nhỏ hoặc quá to là coi như bị giật hoặc là nó không hiện lên đó. Rồi sau khi chọn độ phân giải phù hợp rồi, mình đã xem hiệu ứng ổn hết rồi thì bắt đầu mình sẽ chọn chế độ lưu.
nếu mình lưu và HTML nghĩa là nó sẽ ra một cái trang web HTML riêng của mình. Còn nếu mình muốn chèn hẳn vào trang web của mình thì mình chọn insert to page. Bây giờ tôi làm insert to page cho nó dễ hình dung cho các bạn nha. Bây giờ mình sẽ chọn insert to page nha. Bây giờ mình có một cái size, mình có cái size đây nè các bạn. Bây giờ tôi sẽ tạo thêm một cái trang web để các bạn thấy nó, hình dung được là nó sẽ chèn cái live show ở đâu trên trang web của mình. Khi mình là thực hiện nó mình cẩn thận thì khi nó chèn vào nó sẽ sinh ra nhiều thứ, những cái file, những cái code, khi nếu mình không biết thì nó sẽ nhảy lung tung. Rồi bây giờ mình sẽ lưu trang web này luôn. Lưu trang web này. Thì mình sẽ lưu luôn trang web này, mình đặt nó là home nha. Đây là home. Khác với là cái trang index mình có sẵn. Mình tạo một cái trang web mới luôn. Sorry hơi bị lắc nha mọi người. Rồi đặt trang home. Đây trang home đây ha. Rồi bây giờ tôi sẽ thêm vô một cái tạp. Một cái tạp để chúng ta đánh dấu ha. Tí mình xem coi nó khi nó chèn lại xô nó nằm ở chỗ nào. Cái này chủ yếu để đánh dấu vị trí cho mình. Lưu lại ha. Rồi bây giờ mình trở lại ứng dụng nha mọi người. Rồi mình dùng thao tác đó là insert to page. Thì khi insert to page nó sẽ ra một cái cửa sổ chọn trang web nào để mình muốn chèn vào. Thì mình sẽ chọn đến cái thư mục mà chứa cái trang home này của mình nha. Đây trang home tôi mới tạo đây, nó nằm đây nè. Đó. Rồi đây các bạn thấy có chữ live show không? Rồi, cái này là cái tạp B nãy mình mới tạo nè. Thì các bạn để ý nó có bốn cái thành phần, bốn cái icon để mình nhìn coi mình muốn chọn vị trí nào mình chèn live show. To beginning là bắt đầu, to end nè, before nè, after nè. Như vậy giờ mình muốn là chèn cái live show đó trước hoặc sau cái chữ live show này. Ví dụ mình muốn nó chèn trước thì là before. Nó hay xuất hiện before không? Có nghĩa là live show sẽ xuất hiện trước cái chữ live show. Trước cái nội dung văn bản của mình. Còn nếu mình chọn after thì live show nằm dưới. Sau khi chọn xong thì mình việc còn lại là mình lưu nó. Rồi chúng ta trở lại cái ứng dụng cái quản lý website của mình xem coi là nó sẽ như nào. Thì lúc này nó sẽ hỏi nè các bạn, ở đây đã chạy lên cho mình luôn. Còn bây giờ ra xem code nè, nó sẽ hỏi là reload lại, tại vì đã chèn dữ liệu vô rồi, chèn cái code mới vô rồi, nó hỏi mình reload lại để refresh đó. Bạn thấy nè, đây có phải viên cái đảo đóng này nó mới sinh ra nè, do mình chèn từ cái wow live show vô nè. Cái hiệu ứng với toàn bộ những cái code thì hiệu ứng là từ khúc này chạy xuống nè. Và đồng thời các bạn để ý coi là trên ở bên phải xuất hiện một số hai thư mục lạ nè. Thì hai thư mục này nè là những cái code live show, rồi hình mình chèn vô nằm trong đây nè. Nếu mà mở ra các bạn sẽ thấy nè, đó là những hình ảnh mình chèn vô nè. Đó. Còn cái chữ live show của mình nó sẽ nằm dưới nè. Chữ live show mình sẽ nằm dưới nè. Hồi nãy mình chèn là mình chèn nó nằm trên chữ live show. Còn cái này là cái kết quả nó chạy ra của cái live show đó. Mọi toàn. Đó các bạn. Nó tam lát có sẵn rồi. Thì còn lại là mình một vài bước thực hiện là người ta được có được cái live show. Còn cái chữ live show của mình nó nằm bên này bên dưới. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn sử dụng công cụ Wow Live Show.
để thực hiện một cái live show vào trang web của mình. Chúc các bạn thành công nha.